Xin chào các bạn đã trở lại với kênh giúp bạn làm chủ CSS Design. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào một bài, mà bài này nó sẽ không liên quan đến thiết kế. Bài này nó sẽ liên quan đến một vấn đề đang xảy ra trên toàn cầu, đó là WannaCry, hay còn được hiểu là virus tên là bụng nhân muốn khóc. Tại sao nó lại có cái tên như vậy? Thứ nhất là vì tác giả của nó thích đặt tên như thế. Thứ hai là vì cơ chế của nó là một khi xâm nhập vào máy tính của bạn thì nó sẽ tự động mã hóa tất cả những file trên máy tính, sau đó khóa lại và đòi tiền chuộc. Chẳng hạn như những file hình ảnh cá nhân của bạn, những dự án hoặc đơn giản là những bài hát yêu thích mà bấy lâu nay bạn đã sưu tập được trên máy tính của mình. Nói chung là file lưu trữ cục bộ trên máy tính. Và nó có một cơ chế lây lan từ máy này sang máy khác trong cùng một mạng lan. Cả thế giới đang đau đầu về nó, và Việt Nam là một trong những số nước đã ghi nhận được trường hợp bị lây nhiễm virus này. Bản thân mình thì chưa lần nào bị lây nhiễm virus, nhưng khi nghe về tác hại của nó thấy thật khủng khiếp. Vì máy tính của mình lưu giữ rất nhiều file dự án quan trọng, cũng như lưu giữ kinh nghiệm công việc của mình và cả những file cá nhân. Bởi vì vậy mình rất lo lắng về điều đó, và rất may mình đã tìm thấy được một giải pháp, đã áp dụng và cảm thấy nó cũng giải quyết được một phần của vấn đề. Có thể phương án này nó không giải quyết hoàn toàn 100% việc lây nhiễm con virus đó, vì con virus này nó được tiến hóa, hay chính xác hơn là nó được tác giả cập nhật tính năng theo thời gian. Nhưng thà chúng ta hành động để ngăn ngừa còn hơn là không có động thái gì để phòng tránh nó. Cơ chế hoạt động của con virus này nói chung là khai thác lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành Windows, đó là SMB, hiểu nôm na là vậy. Vậy cho tới thời điểm hiện tại, cách phòng chống virus đó là cập nhật hệ điều hành phiên bản mới nhất để vã lỗi. Thứ hai là chúng ta phải tắt SMB đi. Mình có một người bạn đồng nghiệp chuyên về lập trình hệ thống đã viết ra một công cụ mà qua đó bạn chỉ cần một cú click đã phòng ngừa được con virus WannaCry trong thời điểm hiện tại một cách nhanh chóng nhất mà không cần phải hiểu quá nhiều. Bạn có thể vào đây để tải phiên bản mới nhất mà bạn đó đã cập nhật, tức là github.com thiền phùng no one now no cry Risley. Bạn này là đồng nghiệp của mình. Nói đậm hơn, bạn ấy là một chuyên gia về lập trình hệ thống. Bạn ấy tên là Thiền Phong, là tác giả của phần mềm này No Wanna No Cry, tức là dịch hiểu đơn giản là không muốn bỗng dưng khóc. Nguyên lý hoạt động của công cụ này như sau. Thứ nhất là nó sẽ tự động kiểm tra phiên bản Windows của bạn đã được cập nhật bản vá mới nhất hay chưa. Nếu chưa thì nó sẽ cập nhật giúp bạn. Thứ hai, nó sẽ kiểm tra bạn đã tắt SMB hay chưa. Nếu chưa, nó sẽ tự động tắt giúp bạn. Và sau khi nó chạy hoàn thành thì các phần D trong thời gian hiện tại đã được giải quyết, tức là tạm thời máy tính của bạn đã được bảo vệ. Bây giờ mình sẽ minh họa cách thức sử dụng phần mềm này như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ copy cái đường link này, sau đó chúng ta sẽ vào một trình duyệt bất kỳ. Các bạn có thể dán vào đây và enter. Chúng ta đã vào được đây, và tiếp theo chúng ta sẽ đây, các bạn thấy ở đây là nó có hai phiên bản, phiên bản mới nhất là 1.0 và phiên bản mới nhất là 1.1. và sau này bạn có thể vào đây để tải và sử dụng phiên bản mới hơn nữa khi mà bạn Thiền Phong này cập nhật phiên bản mới. Chúng ta sẽ tải phần mềm sử dụng tại đây, hoặc các bạn có thể tải hai mã nguồn này để có thể xem được bên trong nó hoạt động như thế nào. Đối với người dân bình thường, chúng ta chỉ cần tải ở phần mềm No Wanna No Cry. Chúng ta kích vào đây, và bây giờ trình duyệt nó sẽ tải file này về. Sau khi chúng ta tải về thì chúng ta sẽ kích vào đây. Đây là phần mềm No Wanna No Cry được tải về.
chúng ta kích phải vào đây và mở nó lên. Thì các bạn thấy, chúng ta sẽ thấy một xuất hiện một cửa sổ và nó đang tiến hành kiểm tra hệ điều hành hiện tại của chúng ta. Nó có được tải về phiên bản mới nhất hay chưa? Ở đây, nó bảo là phiên bản này no, tức là chưa được cập nhật phiên bản mới nhất. Sau chúng ta sẽ nhấn phím Y dài trên bàn phím để xác minh, đồng ý với việc là tải và cài đặt cái bản vá của Windows mới nhất. Chúng ta nhấn Enter. Trong trường hợp này các bạn thấy là nó sẽ xuất hiện một hộp thoại, thì chúng ta hãy nhấn Z. Bây giờ chương trình nó sẽ hỏi bạn một lần nữa, thì chúng ta lại tiếp tục nhấn Y ở đây và chữ Enter. Bây giờ hệ thống sẽ tiến hành tải về bản cập nhật của Windows và chúng ta tiến hành chờ đợi. Và trên Windows nó sẽ xuất hiện một hộp thoại gọi rằng bạn có muốn cài đặt cái phần mềm cập nhật Windows mới nhất này không. Chúng ta sẽ nhấn Yes. Và hệ điều hành nó sẽ tải về và cài đặt bản vá cho chúng ta. Sau đó nó sẽ xuất hiện một hộp thoại hỏi chúng ta có muốn khởi động lại hệ điều hành hay không. Chúng ta sẽ nhấn vào Restart Now. Và bây giờ hệ điều hành của chúng ta nó sẽ khởi động, đồng thời nó sẽ tiến hành cập nhật Windows. Trong giai đoạn cập nhật này, chúng ta không nên tự ý tắt máy một cách đột ngột. Và bây giờ hệ điều hành nó sẽ khởi động lại. Quá trình tiến hành cập nhật đang diễn ra. Và mình lưu ý rằng mình đang minh họa cài đặt trên phiên bản Windows 7 64-bit. Vậy là hệ thống chúng ta đã được cập nhật hệ điều hành Windows mới nhất. Và bây giờ chúng ta lại tiến hành mở No Wanna Cry lên một lần nữa. Các bạn thấy nó lại tiếp tục kiểm tra hệ điều hành của chúng ta đã được cập nhật hay chưa. Và bây giờ các bạn thấy ở đây nó xuất hiện chữ Z, nghĩa là đã cập nhật bản vá lỗi Windows mới nhất. Tiếp theo nó đang kiểm tra SMB là được disable chưa, và ở đây rõ ràng là chưa. Và bây giờ để disable chúng ta sẽ nhấn phím Y trên bàn phím và nhấn Enter để xác minh disable SMB, ngăn ngừa virus WannaCry. Và khi chúng ta nhấn Enter thì lại xuất hiện một hộp thoại User Account Control. Chúng ta sẽ nhấn Yes. Có một số trường hợp là chúng ta không thể xuất hiện hộp thoại này, lý do là vì các bạn có thể đã tắt chức năng này trên hệ điều hành của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn Yes. Và tiếp tục chúng ta sẽ nhấn phím Y và Enter một lần nữa. Các bạn thấy trên cửa sổ này xuất hiện một thông báo là SMB nó đã được disable. Và hệ thống này bây giờ là đã được bảo vệ khỏi sự tấn công. Chúng ta nhấn bất kỳ phím nào trên bàn phím để thoát khỏi cửa sổ này. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt No Wanna No Cry giúp ngăn ngừa
virus WannaCry một cách hiệu quả nhất theo thời điểm hiện tại. Và mình đã cài đặt nó trên hệ điều hành Windows 7 64-bit. Nhưng các bạn hãy lưu ý rằng hãy cẩn thận với những hành động của mình trên môi trường Internet, cũng như khi các bạn mở email thì không nên mở vào những email lạ, hoặc các bạn vào những website lạ, nó có thể bị lây nhiễm virus. Nói tóm lại thì chúng ta hãy cẩn thận bảo vệ những tài sản của cá nhân trước những cái nguy cơ tiềm tàng. Các bạn đang xem hướng dẫn trên kênh Giúp Bạn Làm Chủ CSS Design, hãy nhấn like và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Đồng thời, các bạn sẽ được cập nhật những video hướng dẫn mới nhất mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.